Trời ơi, bữa nay chùa đông, mình tới thì lễ vừa xong. Lễ vừa xong tính ở bên trong đây mọi người, nhưng mà xem ra là lễ vừa xong rồi. Đông quá trời đông ạ. Mọi người mặc áo dài đi chùa luôn nhé. Có áo dài đi chùa đó anh. Mình tới thì cái lễ chính vừa xong xong rồi, bây giờ chỉ còn đang tụng kinh cho những cái tang lễ của gia đình nhé, gia đình riêng người ta cho lên đường thôi. Mình đi xuống dưới đây. Ủa anh hình như là lại cất áo dài đi mất tiêu rồi phải không, hay còn không ta? À hình như còn kìa. Đây rất là thân thiện nha. Chùa bữa nay cũng có tổ chức này, có đồ ăn chay nữa. Để mình lại mình coi. Wow, áo dài dễ thương quá à. Áo dài dễ thương hả? Cái màu vàng này em cũng có một cái, nhưng mà cái này nó có bông kết kết nổi. Có lịch nè. Trời ơi đã hôm lúc ở bên Đức hả? Cứ đi kiếm áo dài khó khó khăn gì đâu. Để con xin phép quay. Ủa, ai múc cho em vậy? Cô đó múc, cô múc dùm cho rồi, dạ. Nó cho cái nồi đi, đông cái, quá. Đây. Cái này gọi là gì cô ha? Mì gì? Mì... Mì trường thọ. Mì trường thọ, ồ, vậy đó. Vô sống mãi không chết. Ủa, cái gì mà bự dữ vậy hả? Nồi bự dữ vậy đó hả? Wow, nồi súp bự quá trời. Dễ thương lắm. Hết giảng chưa? Sân chùa này đẹp không? Đây là sân đằng sau của chùa, cũng là một cái giống như là cái hội trường trẻ mà tụ họp sinh hoạt cộng đồng ăn uống. Cái sân cái vườn vườn đẹp quá. Con chơi cưng nha, chị nhỏ chị mặc áo dài cưng xỉu luôn. Đây con nói là trong đây còn bán đồ ăn nữa, thì vô mua. Ông thầy nha, ông bỏ thì ông đãi rồi để cho chụp lưỡi thôi. Thầy đãi nhiều dữ vậy thì chạy lâu lâu mình nổi khùng lên mà. trời đất ơi, thầy nói vui chị tức. Kiểu giống Nam Bộ đó mà. Rau gì ta? Ta nhìn như rau khoai hả? Dạ. Thầy mấy hộp này liền. Ok. Những cái gì đây để em cho coi là cái gì nè. Đùi gà chay, cá kho chay. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi được khen. Như mắm thái, mắm dưa leo. Mì canh gì xả nghệ hả, măng nè. Anh coi nè, anh coi anh, hình như là lấy em thấy cái gì, nhưng mà đồ chay sợ cho em coi chút xíu. Hình như là
Ủa sao lại thấy 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 chị đó mua cái gũ gũ gì giống như là gì á? À, không 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 giống như cái gì mà thằng nhỏ nhà anh nó bữa nó đặt mình ta à, điểm sấm hả, điểm sấm hả, cái cục cục á, lại thấy chị mua cái cục gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ vậy đó, không biết mày đó sư mời vậy. Có mít dừa nhà mình chưa có mạch hả, không được vô quà con trà sư. Ôi đông nè, xuống xếp hàng mỏi chứ. Thank you smile, cái blog hao đẹp quá hả. Thank you smile, nó cũng đông hơn cái mệt. Bữa nay là thứ mấy, bữa nay Chủ nhật hả? À, bữa Chủ nhật ấy, sao mình đi ngày thường. Nhưng mà ngày thường anh đi làm rồi ha, nó là anh đi làm rồi. Thôi kệ đi, không cần đâu. Hồi mình ăn bỏ. Trời ơi, đi mua. Ồ mà cái mây đẹp quá chị. Chị quay phim hồi tự nhiên nhìn thấy mây đẹp quá trời mây luôn. Đi vô Target mà nó đông như thế vậy nè. Thôi không vô nữa, đi quay điện nè. Thôi khác rồi trời. Lắp tiền chút. Vô cái chỗ bên kia mua bán đồng tấm tiền, tốn tiền của anh chút thôi. Tốn tiền đó anh chưa bằng cái tiền Uber đi từ nhà ra biển. Ủa cái gì kia, thấy cơm mát hả hay sao em nhìn đi không? Trời ơi, mà uống mà người đâu mà chưa cho giữ chỗ nào cũng đậu xe cũng khiếp, chỗ đậu rộng nhưng mà cũng khiếp bưng hả. Chợ gần nhà nè, cái trái cây tầm lum, cái bán cái bắp luôn.